Dạ, xin chào các anh ạ. Đến với video số 110 của kênh Đầu Câu Tôi Cô Sa Ban nha. Chiều nay em lên cho mình một lô cần nha mấy anh. Có cần rút mini nha, cần lục và có cả cần ISO nữa nha mấy anh. Đấy, tất cả đều là phôi carbon nhé. Đầu clip thì em sẽ giới thiệu cho các anh một ít phụ kiện nha. Hôm nay em có lưỡi nha mấy anh. Để lưỡi câu cá bóng đục cho mình nhé. Lưỡi săn hè và lưỡi câu biển nha mấy anh. Một ít phụ kiện cho mình nha. Dạ rồi, em lên combo mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1 thì em có lưỡi câu biển nè, săn hàng cho mình nha. Một combo như vậy thì nó gồm nó có 8 dĩ nha mấy anh. Đây, 8 dĩ như này nhá. Đây này. Đây, lưỡi như này nhá. Đây này. Đó. Đây. Đây nhá mấy anh. Này thì nó nằm đây này, đây này, cái lưỡi nó nằm ở đây này. Đó. Còn đây, đây, 8 dĩ như này nha mấy anh. Combo mã số 1, 8 dĩ lưỡi săn hàng câu biển nha. Em bán đi giá là 159k. Combo mã số 1 159k nha mấy anh. 159 ạ. Mến combo mã số 2 nha mấy anh. Combo mã số 2 thì em có lưỡi câu biển nha. Một combo này nó gồm 12 dĩ nha mấy anh. Đây này. Đó, lưỡi nó như này nhá. Đây 1 2 này, 3 ha. Cái này thì nó lắp vào bên trong như này nhé. Đây đây, cái này nó tóm lưỡi sẵn cho mình luôn này. Đó, rất là ok nha. Cái này cũng giống như cái đó luôn nha mấy anh. Đây này. 2, 3, 4, 5 rồi nha. 6 8 9 10 11 12 nha mấy anh. Combo mã số 2 12 dĩ lưỡi nha. Em bán với giá là 199k. 199k cho combo mã số 2 này nhé. Mã số 2 199k. Mã số 3. Mã số 3 thì em gồm có một lưỡi câu cá bóng đục nha, gồm 11 dĩ nha, lưỡi câu cá bóng đục. Đây. 1 này. 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nha mấy anh. Đấy, 11 dĩ câu cá bóng đục nha. Combo mã số 3 em bán với giá là 199k luôn ạ. À. 199k nha. Lâu lâu mấy về mấy cái lưỡi này nha mấy anh, rất là hiếm ha. Mã 3 199k. Mã số 4 thì em có lưỡi câu cá bóng đục câu đầm nha. Đấy. Mã 4 ạ. Nó gồm là 14 dĩ nha mấy anh. Đây, 1 này. 2 này. 3 4 5. Cái này nó bị mắc ở trong đây rồi. 6 ra luôn nha. Đây. 6. 7 nha mấy anh, 7 này. Đó. 8. 8 nha mấy anh, 8 này. Rớt một cái xuống rồi để em lượm lên cái đã nha. Mấy anh. 8 9 10 11 12 13 và 14 nha. Combo mã số 4 ạ. Mã số 4 em bán với giá là 219k nha. Lưỡi câu cá bóng đục và câu đầm nha. Mã số 4 ạ. Mã số 5 nha mấy anh. Mã số 5 thì em có cái phụ kiện làm mồi giả nha, nó gồm 10 dĩ nha. Cái này phụ kiện anh nào mà thích làm mồi giả hay làm mồi giả thì mình mua cái phụ kiện này về ha. Đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nhé.
10 dĩ ạ, gồm 10 dĩ nha mấy anh. Em bán với giá là 119k thôi ạ. 119k cho cái phụ kiện mã số 5 này nhé, mã 5. Mã số 6 ạ. Mã số 6 thì em có lưỡi săn hàng nè mấy anh ơi, lưỡi săn hàng nha. Nó gồm 5 dĩ ạ. Đây, 5 dĩ như này nhé. Đây là 1 2 3. Cái này là nó giống như cái con cá gì đó mấy anh đây. 4 5. Đấy, mã số 6 em bán cái giá là 99k nha, mã số 6 99k. Rồi, mã số 7 nha. Mã số 7 thì lưỡi câu cá biển ạ, gồm 10 dĩ nha mấy anh, lưỡi câu cá biển 10 dĩ. Rất là nhiều nè, 1 2 3 4. Cái này cũng 5 này, nó mới tụt ở trên đây nè. 5 6 7 8 9 10 nha. Đấy, 10 dĩ mã số 7, lưỡi câu cá biển. Em bán với giá là 199k, 199k nha mấy anh, 199k cho cái lưỡi này nha. Rồi, em hết phụ kiện rồi, em qua cần nha mấy anh. Cái cần mã số 1 là một cây cần rút mini nha. Đấy, phôi carbon cho mình nè, tay cầm cán gỗ bần luôn ha. Thu gọn là 57cm nè, trọng lượng 77g, ngọn là 1.6 ly, dàn khoen Fuji loại xứ xám, còn rất là đẹp cho mình luôn nha. Đấy, tem còn đầy đủ hết này. Cây này thì nó có chiều dài là 1m8 nha. Đấy, cây này là cây chuyên lua nha mấy anh. À, tải mồi từ 7 cho tới 17g nè. Đấy, rất là ok ha. Dàn khoen còn đẹp và em ra cần ạ. Cái này nó có cái ngọn là 1.6 ly nha mấy anh, 1.6 ly ạ. Dàn khoen còn đẹp hết nha, phôi phôi carbon xoắn cho mình nè. Ngọn thì là ngọn sợi thủy tinh nha. Đấy, rất là ok nha. Cây này lua tốt. Cái cần mã số 1, một cây cần rút mini ạ. Thu gọn là 57cm, chiều dài 1m8 mà em bán với giá là 550k cho cây cần này nhé. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình nè. Đấy, 550k cho cây cần mã số 1 ạ, 550 ạ. Đến với cây cần mã số 2 nhé mấy anh. Cây cần mã số 2 thì em có một cây cần có cái bát là Fuji nè, khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn nha. Đấy, chiều dài của cây cần này là 1m8, độ cứng là 10 nha. Tem còn đầy đủ hết cho mình ha. Tay cầm cán bút này, vân này. Đấy, trọng lượng của cây cần này là 75g, ngọn 1.5 ly. Thu gọn là 46cm nha. Rất là đẹp nha. Dàn khoen còn đẹp hết cho mình nha. Em ra cần luôn nha. Ngọn là 1.5 ly này. Đấy, ngọn cần ra rất thẳng này. Phôi là phôi các con sẵn cho mình luôn nha. Cái cần mã số 2 chiều dài 1m8, độ cứng 10 nha, độ cứng 10. Em bán với giá là 550k, phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, 550k nha mấy anh. 550k. Đến với cây cần mã số 3 nha, là một cây cần đến từ hãng Daiwa. Chiều dài 1m8, độ cứng 20, khoen bát Fuji, khoen Fuji loại xứ xám. Khoen bo tròn nha, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn ha. Cây cần này rất là đẹp này. Đó. Trọng lượng của cây cần là 113g nha, ngọn 1.6 ly ạ, thu gọn là tầm khoảng 44cm nha. Đấy, dàn khoen còn đẹp keng cho mình luôn nha. Rất là đẹp này. Em ra cần luôn nha mấy anh. Đây. Phôi là phôi các con sẵn cho mình luôn nè. Còn rất là đẹp ha. Cây này có chiều dài là 1m8, độ cứng là 20. Hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh, hàng Korea xuất Nhật, cây cần mã số 3. Em bán với giá là 850k, 850k cho cây cần này nhé. Độ mới còn cao nha mấy anh. Đấy. Đến với cây cần mã số 4 thì em có một cây cần thu gọn là tầm khoảng 40cm nha. Trọng lượng là 102g, ngọn là 1.7 ly nha mấy anh, cái bát đây ạ. Dàn khoen đây. Loại xứ cho mình ha. Cái này có chiều dài là 1m65 ạ, 1m65 nhé, độ cứng tầm khoảng là 15 nha. Em ra cần luôn đây ạ. Trọng lượng là 102g, ngọn là 1.7 ly cho mình nè. Cây này độ mới còn tầm khoảng 80% thôi ạ.
cần mã số 4, một cây cần phơi carbon chiều dài 1m65, em bán với giá là 390k, 390k cho cây cần này nhé. Cây cần mã số 5 là em có một cây cần chính hãng Suzumi nha. Đây, cây này nó rất ok nè mấy anh, chiều dài 1m8, cứng tới 30 lận ạ. Đấy, một cây cần rút mini mà cứng 30 là cứng cao lắm nha mấy anh. Tem vàng còn đầy đủ ha. Tay cầm cán mút này, bát là bát Fuji, khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn nha. Cây này đẹp lắm luôn nha mấy anh. Đây. Trọng lượng của cây cần này là 106g, mà ngọn là 1.7 ly nha. Ngọn 1.7 ly cho mình luôn nè. Đấy, phôi là phôi carbon này. Cây cần mã số 5 độ mới cao không lỗi lầm nha. Em bán với giá là 590k cho cây cần này nhé. 590k, chiều dài 2m1, độ cứng 30 nha. Lâu lâu mới có một cây đẹp như vậy mà nha mấy anh. Đấy, mã số 5, 590k. Đến với cây cần mã số 6 là em có một cây cần lục nha mấy anh. Một cây cần lục nè, bán là bát Fuji cho mình luôn ạ. Đấy, phôi là phôi carbon luôn ha. Chiều dài là 3m6 nha. Cây này là chiều dài 3m6 ạ. Đây, độ mới ngoài nhìn tầm còn tầm khoảng 80% nha. Cái bát còn rất là đẹp ạ. Cây này có trọng lượng là 350g, ngọn là 2.5 ly nha mấy anh. Vàng khoen còn đẹp keng hết cho mình nha. Rất là sáng luôn nè, đấy. Em ra cần luôn nhé. Cây cần có ngọn là 2.5 ly ạ. Đây. Ngọn to cho mình nha. Màu nước sơn rất là đẹp ạ. Cái phôi còn đẹp lắm luôn nha mấy anh. Mấy lóng này màu nước sơn còn quá là sáng luôn nè. Sáng trưng cho mình hết nhé. Đấy. Cái cần mã số 6 à, em bán với giá là 680k. 680k cho cây cần này nhé. Độ cứng của cây cần này là, mấy anh, cây cần này có độ cứng là DX nè. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 680k nha. 680k cho cây cần lục này ạ. Đấy. Đến với cây cần mã số 7 nhé. Cây cần mã số 7 thì em có một cây chiều dài 3m6, độ cứng là 25 nè. Đấy, hàng Korea xuất Nhật nha. Đấy, đến từ hãng Tactic Enjoy nha mấy anh. Đấy. Phôi là phôi carbon sẵn cho mình luôn nè. Rất là đẹp ha. Đây, đến từ hãng Tactic Enjoy đây. Chiều dài là 3m6, độ cứng là 25 nha. Bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Cái bát còn rất là đẹp ha. Đấy, vàng khoen này. Vàng khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn nha. Đây, vàng khoen còn đẹp keng hết cho mình luôn nha. Cái cần này có trọng lượng là 230g, 290g, mặt ngọn là 2.8 ly nha mấy anh. Ngọn 2.8 ly cho mình nha. Cái lóng này thì nó bị trầy xước, dính keo ngay đây nè nha mấy anh. Đó, cạo nó vẫn ra nha. Về vệ sinh lại là đẹp thôi. Đấy. Lóng này cũng còn đẹp này. Bị trầy xước lông mèo thôi. Đó, có một vài vết xước theo thời gian thôi, nhưng không đáng kể nha. Không ảnh hưởng tới chất lượng của cây cần đâu ạ. Đây. Cần mã số 7 ạ. Mã số 7 em bán với giá là 650k nha mấy anh. 650k cho cây cần mã số 7 này ạ. Mã 7 650k nhé. Mã số 8 là em có một cây cần chiều dài là 4m2 nha mấy anh. Đây nè. 4m2 nha, phôi là phôi carbon cho mình luôn này. Đấy. Cây này có cái bát là bát Fuji nha. Đấy, hôm nay khoe bát còn đẹp không nhá mấy anh. Trọng lượng của cây cần là 396g, mà ngọn là 2.2 ly nhé. Ngọn 2.2 ly nè. Độ mới cũng còn rất là ok nha. Tem còn đầy đủ hết cho mình ha. Đấy, vàng khoen đây ạ. Bán là bát Fuji nha. Vàng khoen đây. Đẹp keng cho mình hết luôn nha. Em ra cần luôn nha mấy anh. Đây ạ. Cây cần mã số 2467, mã số 8 ạ. À. Ngọn là 2.2 ly cho mình nè. À.
lóng này bị xước ha, bị xước. Lóng này thì nhìn cái màu phôi còn đẹp này, sáng bóng cho mình luôn nha. Rất là ok. Cái cần chiều dài 4m2 ạ. Cứng là 25 nha mấy anh. Đấy, cứng 25 nhé. Cái cần mã số 8 ạ, mã số 8 độ cứng 25, chiều dài 4m2 nha. Em bán với giá là 650k ạ. 650k nha mấy anh. Đấy. Số 8 ạ, 650k, 650k cho mã số 8 này nha. Mã số 9 thì em có một cây là chiều dài cũng 4m2 luôn ạ. Đấy, cũng là phôi phôi carbon cho mình luôn nhé. Cây này thì màu xám này. Tem còn đầy đủ hết cho mình luôn nha. Trọng lượng của cây cần này là 395g ạ. 395g nha. Cái bát đây ạ. Ngọn là 2.7 ly nha mấy anh, ngọn 2.7 ly ạ. Vàng khoen đây ạ. Đẹp can hết cho mình luôn nha. Vàng khoen còn rất đẹp ạ. Sáng bóng nha mình ha, sáng trưng luôn ạ. Rồi em ra cần nhé, ngọn là 2.7 ly đây ạ. Màu nước sơn quá đẹp nè, ánh tiếng cho mình luôn nha. Cây này độ mới lóng còn cao lắm nha mấy anh. Đấy, độ mới lóng còn cao lắm ạ. Sáng trưng nha. Chiều dài là 4m2 nha mấy anh, độ cứng là 25 ạ. Cái cần mã số 9, chiều dài 4m2, độ cứng 25, ngọn 2.7 ly ạ. Em bán với giá là 630k nha mấy anh. Cái phôi này còn đẹp lắm ạ. Phôi cần này còn sáng lắm luôn nha. Đấy. Mã 9 630k. Mã số 10 ạ, mã số 10 thì em có một cây cần này thì nó cũng chiều dài là 4m2 nha, nó giống như cây cần hồi nãy nha. Đây này. Đó, cũng cùng một giá luôn nha. Về có hai cây cần giống nhau nha mấy anh. Đấy. Bát là bát Fuji nè, khoen Fuji cho mình luôn nhé. Vàng khoen này. Còn rất đẹp nha. Sáng bóng cho mình luôn, khoen Fuji đây. Trọng lượng của cây cần này là 396g nha, ngọn là 3.2 ly ạ. Ngọn là 2.2 ly nha mấy anh, em đọc lộn, 3.2, 2.2 ly ạ. 2.2 ly nhé. Đấy. Màu nước sơn còn lớn này. Sáng này. Sáng bóng cho mình luôn nha. Cây này đẹp hơn cái phôi cây hồi nãy nha mấy anh. Đấy. Cây này ít xay xước hơn nha. Độ cứng là 25 luôn nha mấy anh. Cây cần mã số, mã số 9 ạ, mã số 9 ạ. Cây cần mã số 9 nha. Em bán với giá là 650k, mã số 9 650k nhé, 650. Mã số 10 ạ. Mã số 10 thì em có một cây cần phôi carbon rod đây. Đó, chiều dài là 4m rưỡi nha, độ cứng là 25, thôi là phôi carbon cho mình luôn nha. Đây. Cây này nó có trọng lượng là 506g nhé. Ngọn của nó là 2.5 ly nha, bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Đấy, Simat. Cây này độ mới ngoại hình bên ngoài nó còn cao lắm nha mấy anh. Cầm rất là cảm thấy rất là đẹp nha. Đấy. Vàng khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn nha, rất đẹp này. Vàng khoen này đẹp lắm luôn ạ. Đấy, hôm nay cần lục quá đẹp. Em ra cần luôn nha mấy anh. Cái ngọn của cây cần này là 2.5 ly ạ, 2.5 ly nhé, ngọn đây ạ. Màu nước sơn còn đẹp nha, sáng bóng cho mình luôn ạ. Đây này. Lóng này cũng đẹp ạ. Sáng bóng cho mình luôn nha mấy anh. Đấy. Cây này đẹp, độ mới cao nha, gần như 90% á mấy anh. Cây này độ mới cao. Cái cần mã số 10 ạ, mã số 10 nha. Em bán với giá là 750k, độ mới cao nha, khoen bát Fuji luôn, chiều dài là 4m rưỡi, độ cứng là 25 nhé, cứng 25 ạ. Mã số 10. Mã số 11 nha mấy anh.
Mã số 11 thì em có một cây đây ạ. Nó có cái gốc như này nha. Chiều dài là 4,5 m nè, độ cứng cũng tầm khoảng 25 luôn nhé. Trọng lượng của cây cần này là 517 g nha, ngọn là 2.4 ly à, bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Đấy. Khoen Fuji luôn ạ. Loại sứ xám luôn, bo tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn nha. Em ra cần luôn nha mấy anh. Đấy. Cây này đến từ hãng Olympic ạ. Phôi carbon xoắn cho mình nha, cây này phôi carbon xoắn này. Mấy cây cần hôm nay cái phôi rất là cứng cáp nha mấy anh, rất là đẹp nha. Chiều dài là 4,5 m, độ cứng 25 ạ. Cái phôi này, cây này độ mới còn tầm khoảng 80% nha mấy anh, 80% ạ. Cây cần mã số 11 ạ, mã số 11 em bán với giá là 690k nha, 690k cho cây cần mã số 11 này nhá, vàng khoen còn đẹp cho mình nha. Đến với cây cần mã số 12, em có một cây cần ISO nha. Đó, chiều dài là 2,7 m, phôi là phôi carbon xoắn cho mình nè. Phôi carbon nha mấy anh. Đấy. Cây này thì nó có trọng lượng là 171 g thôi ạ, thu gọn là 79 cm nha, ngọn của nó là 1.6 ly nhé. Vàng khoen đây ạ, còn đẹp nha, rất là đẹp, chưa bị rỉ luôn nha, bát cũng còn đẹp luôn. Em ra cần nha mấy anh, ngọn 1.6 ly cho mình nè. Đấy, cây này độ mới còn cao nha, có bị một vài vết trầy xước theo thời gian thôi, đây nó bị trầy nhẹ đây nhé. Cần mã số 12, chiều dài 2,7 m, độ cứng tầm khoảng 20 nha mấy anh, cứng 20 nè. Em bán với giá là 500k cho cây cần này nha, 500k cho cây cần phôi carbon này nha, 500k cứng 20. Đến với cây cần mã số 13 em cũng có một cây cần chiều dài 2,7 m luôn, màu xanh dương nha mấy anh, màu xanh dương ạ. Bát đây, bát là bát Fuji cho mình luôn nè. Đó, vàng khoen Fuji. Khoen này là khoen hãng nha mấy anh ơi. Khoen này khoen hãng, bát là bát Fuji nhưng mà khoen hãng ha. Trọng lượng của cây cần này là 167 g nha, thu gọn là 80 cm ạ. À. Ngọn là 2.22 ly, ngọn 2 ly nhé. Đấy. Cây cần mã số 12 ạ, à, mã số 13 nhé, em bán với giá là 550k, 550k cho cây cần ISO này nhé, cây ISO chiều dài 2,7 m ạ. Đến với cây cần mã số 14, em có một cây cần đến từ hãng Alpha Tico nha, nắp chụp còn đầy đủ hết cho mình luôn nè, phôi là phôi carbon xoắn nha, bát là bát Fuji, sàn khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn nha, độ đẹp, độ mới còn cao nha, chiều dài là 3 m ạ. Tem còn đầy đủ hết cho mình nha, cây này rất là đẹp nha mấy anh. Đấy, đến từ hãng Alpha Tico nè, nắp chụp còn đầy đủ hết cho mình nha. Cây này có trọng lượng là 228 g ạ, ngọn là 2 ly nhá, vàng khoen còn đẹp cho mình nè. Đấy, còn rất là đẹp nha, vàng khoen Fuji loại sứ xám nha, bo tròn chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn ạ. Em ra cần luôn mấy anh ơi, phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nè. Cây này độ mới gần như hoàn toàn nha, rất là đẹp cho mình ha. Đấy, chắc là lúc trước họ xài ít đấy. Phôi carbon xoắn này độ mới còn cao lắm ạ. À. Rất là đẹp nha. Cây cần ISO này rất đẹp. Chiều dài là 3 m ạ. À. Cây cần mã số 15 ạ. À. Mã số 14 nha mấy anh. Em đọc lộn số hoài. Mã số 14 em bán với giá là 680k cho cây cần này nhé. 680k, 680 nhé. Còn nắp chụp đầy đủ hết cho mình luôn nha. Đến với cây cần mã số 15 ạ. Mã số 15 là em có một cây cần màu xanh đen nè, lon ôm re cho mình nha, rất là đẹp ạ. À. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Cây cần này nó có chiều dài là 3,6 m, trọng lượng chiều dài 3,6 m, độ cứng là 15 nha mấy anh.
trọng lượng là 248g mà ngọn là 1.8 đi nhá, bát Fuji cho mình nè. Đấy. Còn nắp chụp đầy đủ hết luôn nha. Dàn khoen Fuji loại xứ xám luôn, rất là đẹp cho mình nha. Quá đẹp nè, sáng trưng hết luôn nha. Cây gần này nó có ngọn là 1.8 ly ạ, 1.8 ly nha. Đây, em ra cần cho mình xem luôn. Đấy. Độ mới còn cao lắm ạ. À. Đây, bóng sáng cho mình luôn nhé. Cây này độ mới cao lắm ạ. À. Quá đẹp. Chiều dài 3m6, độ cứng 15 nha. Cây này em bán với giá là 630k, 630k nhá, mã số 15 ạ, à. Mã số 15 630k. Mã số 16 là một cái cây nó có kèm theo túi màu xanh như này nha mấy anh, nó có còn túi luôn nè. Bát là bát Fuji nè, khoen Fuji loại xứ xám luôn nè. Đó, cây này đến từ hãng Ryobi nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. À. Cây này có trọng lượng là 328g, ngọn là 1.5 ly nhá, tem còn đầy đủ hết cho mình nè. Cây này cái phôi quá đẹp ạ. À. Thiết kế dàn khoen và cái bát rất là ok nha, rất là ưng ạ. À. Đây nó có chiều dài là 5m3, độ cứng 3 nha mấy anh. Đó, cây ISO khoen lớn này. Nắp chụp còn đầy đủ hết cho mình nha. Độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ. À. Dàn khoen còn rất là đẹp nha. Một cây cần đến từ hãng Ryobi nha. Cây này nó có tên là Ekushima nha mấy anh. Đó. Em ra cần cho mình luôn nhé. Cây cần này nó có ngọn là 1.5 ly ạ. À. Trọng lượng là 328g đây ạ. À. Ngọn 1.5 ly nè. Độ cứng là của 3 nha. Chiều dài là 5m3. Phôi là phôi carbon xoắn cho mình luôn nè, rất là đẹp ha. Cây này đẹp keng luôn nha mấy anh. Độ mới rất là cao nha. Quá đẹp ạ, à. Quá xá đẹp. Đấy. Quá đẹp nha mấy anh. Cây cần mã số 16 em bán với giá là 950k, mã số 16 950k cho cây cần này nhá. Khoen bát Fuji, khoen Fuji loại xứ xám, chiều dài là 5m3, độ cứng 3 nha mấy anh. Rất là đẹp nha. 950k cho cây cần này ạ. À. Đến với cây cần mã số 17 nha. Mã số 17 thì em có một cây cần Hesa đó. Cây cần này nó có chiều dài là 4m4, độ cứng là 4 nha. Bát là bát Fuji nè, khoen Fuji loại xứ xám cho mình luôn. Phôi là phôi carbon xoắn ít luôn này. Tem còn đầy đủ hết cho mình nha. Trọng lượng của cây cần này là 343g ạ. À. Ngọn là 2.3 ly nha. Quá đẹp cho cây cần này, độ mới gần như hoàn toàn nha mấy anh. Đấy, rất là hoàn hảo nha. Nắp chụp còn đầy đủ hết cho mình nè. Ngọn 2.3 ly ạ. À. Dàn khoen đây ạ. À. Rất là đẹp luôn nha. Em ra cần cho mình xem luôn nha mấy anh ơi. Chiều dài là 4m4 nhé. Đấy. Không bị xước xát luôn nha mấy anh. Vuốt rất là mướt tay luôn ạ. À. Đấy, không có cảm thấy nhám tay đâu nhé. Rất là đẹp, phôi carbon xoắn ghép cho mình luôn nè. Quá xá đẹp cho mình cây này nhé. Cây cần mã số 17 chiều dài là 4m4, độ cứng là 4 nha. Đấy, em bán với giá là 1.550k cho cây cần này nhé. Anh nào mà có ưng cây cần nào mà chưa rõ hình ảnh và thông số thì cứ inbox vào Zalo em nha. Em gửi hình ảnh và thông số chi tiết cho mình xem nhé. Đôi khi em đọc nó bị thiếu sai sót gì về thông số nha mấy anh. Đấy, mã số 17 em bán với giá là 1.550k. Mã số 18 em có một cây cần chiều dài là 5m2, độ cứng 3 cho mấy anh đây ạ. À, Tita. Đấy, đến từ hãng Olympic nha, tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nè. Hôm nay cần đẹp quá ạ. À. Nắp chụp còn đầy đủ cho mình luôn nhé. Dàn khoen đây ạ. À. Bát đây ạ. À.
shop đẹp nha. Cái cần này nó có trọng lượng là 295g, ngọn là 2 ly nha. Foil là foil carbon sẵn ít cho mình luôn nè. Đấy, cái bát nhìn rất là đẹp nha. Tem hoàn toàn đầy đủ hết à, đến từ hãng Olympic ha. Đấy. Em ra cần cho mình xem luôn nha mấy anh. Ngọn là 2 ly cho mình luôn nè. Đấy, foil carbon sẵn này. Quá đẹp, cây này quá đẹp ạ. Hôm nay còn đẹp nhiều lắm ạ. Chiều dài là 5m2, độ cứng là 3 nha mấy anh. Cây cần mã số 18 em bán cái giá là 1.250.000 ạ. 1.250.000 cho cây cần này nhé. 1.250.000 cho cây cần mã số 18 này nha. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình nha, hoặc là Zalo của em số 0344 555 188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh ạ.